khởi tố cô gái tung 54 crushes lên mạng. Công an thành phố Huế xác định cô gái đã tạo 54 crushes, 76 ảnh khiêu dâm rồi đăng lên mạng nhằm thu lợi bất chính. Ngày 22 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam TTMT, 25 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước đó, tháng 7, T đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mang tính khiêu dâm. Một đoạn clip dài 1 phút 36 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái đổ xe máy trên cầu Trường Tiền vào tối ngày 31 tháng 7. Sau đó, người này có hành vi tự cởi nội y của mình. Sự việc trên đã gây xôn xao, bức xúc trong dư luận xã hội. Qua xác minh thông tin, Công an thành phố Huế đã mời T về trụ sở để làm rõ vụ việc. Công an thành phố Huế làm rõ từ tháng 5 đến tháng 7, T đã tạo 54 clip, 76 ảnh khiêu dâm và đăng lên mạng nhằm thu lợi bất chính với số tiền 140 triệu đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.